Rồi, 2, 3. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, ngày hôm nay mình vào nhà bác mình được trải nghiệm gói bánh nha các bạn ạ. Bánh tẻ. Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này, đây là bánh tẻ. Con chỉ các bạn đây. Nhìn này, đây là bánh tẻ. Từ từ nào, 2, 3. Các bạn nhìn này, đây là bánh tẻ. Mình không biết làm đâu, mình chỉ buộc lạt thôi. Nói thế làm sao? Nào bắt đầu. 2, 3. Cái gì? Mình không biết làm đâu, mình chỉ mới buộc lạt thôi. Rất là hay các bạn. Mình không biết làm nên mình chỉ mới buộc lạt thôi các bạn. Bắt đầu bá. Bắt đầu bá đang. Con phải tự nhiên lên, nói nhí nhảnh một chút thì nó mới hay đấy chứ. Nào con buộc lạt đi. Bảo An, Bảo An sang gói bánh đi. Bảo An sang gói bánh với chị đi. Sao bà mày gói bánh rồi? Con tự đi tìm về. Được đấy á, ở đâu hết đấy nhỉ? Đây là bánh gì đây hả anh Thư? Đây là bánh tẻ. Bánh tẻ á? Thế con có biết buộc lạt không? Có. Buộc chặt vào nhá, không nó phì hết ra ngoài ấy. Tí lột nó phì hết ra ngoài ấy. Ơ mà cái bột này chín chưa chị? Chín rồi. Chín rồi thế thì gói xong bữa ăn luôn đấy chứ, không phải luộc nữa. Gói cho nó luộc mùi đông quá, nó mới đông lại quá. Luộc nữa. Thế thì cần gói luôn cái này thì cần gói làm gì? Đúng rồi. Mẹ ơi cho con. Cái bột này chín rồi thì ăn luôn chứ anh Thư luộc làm gì nữa? Cái này phải đi luộc. Nó phải đông. Luộc nó mới đông. Cái tìm ghế cho nó. Thì ăn kiểu gì thì em bỏ ăn cháo. Ở đâu hết rồi là anh nhìn ghế chứ. Tìm ghế cho nó ngồi. Câu cá đâu, cần câu đâu. Cần câu đâu. Đâu. Con ra lấy đi. Thế bảo anh có thích đi câu cá không? Thế nhau. Thế đi lấy cần câu đi. Con đi vào kêu gọi chị Thư đi, vào kêu gọi chị Thư để đi câu cá. Chị ăn luôn, đi câu cá. Đi không? Bố đi về là sẵn đi. Là sẵn á, ớ. Cứ gói bánh đi, tí nữa có giờ. Hả? Câu cá ở đâu? Câu cá ngoài đường á? Cá dưới nước thì nước có cá không? Có. Bố không thấy cá đâu, thấy toàn nước thôi. Bố có thấy cá đâu, thấy toàn nước, thấy có thấy cá đâu? Đúng không? Nhưng mà cá đâu con ra con chỉ cá cho bố thế nào? Đâu, cá đâu? Cá đâu? Cần câu. Lấy cần câu để câu cá. Nhưng mà có cá đâu, toàn nước cơ, có cá đâu? Ao toàn nước cơ, làm gì có cá à? Bây giờ đi lấy xô để múc hết nước đi nhá. Được chưa? Bây giờ con vào con bảo mẹ Nhung lấy xô để múc hết nước đi để bắt cá. Nhiều nước nó kia sao mà bắt được cá. Nhanh. Không đi vào bếp lấy lửa đốt ao đi để lấy bắt cá nhanh. Lấy lửa đốt ao đi để bắt cá nhanh. Không, 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 không.